Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile. Và trong video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào chúng ta có thể ép skill chuẩn nhất và làm sao để có thể tiết kiệm được tối ưu những cái thẻ skill mà các bạn ép cho từng cầu thủ. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem một vài cầu thủ mình đã ép skill vào rồi. Ví dụ ở đây là mình sử dụng tiền đạo Zinchenko nha. Các bạn sẽ thấy được một cái bộ skill, đó là cái bộ skill mặc định các bạn. Trong đây là cầu thủ của chúng ta, cầu thủ nào cũng có skill và tùy cầu thủ sẽ sở hữu từng cái skill khác nhau. Còn bên đây là về cái phần additional skill, tức là mình đã add những cái skill này rồi. Thì nhiều bạn sẽ thắc mắc và hỏi mình là làm sao có thể ép được một cái bộ skill đẹp và chuẩn như thế này cho tiền đạo. Tại thường các bạn ép là kiểu nó sẽ ra ngẫu nhiên và nó không theo cái skill mà các bạn mong muốn. Giả sử các bạn ép một cái skill gì đó cho cầu thủ này đi, mà các bạn muốn một cái skill dứt điểm ngon nhưng mà nó lại ra một cái skill qua người thì nó cũng hơi khó chịu. Hay là tiền đạo thì đá cao cần những cái skill kỹ năng về khả năng dứt điểm, chuyền chọt hay là về khả năng đánh đầu, mà các bạn ép skill nó lại ra cái skill phòng thủ. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ép một cách nó chuẩn và nó tối ưu nhất luôn nha các bạn. Để ép skill thì các bạn sẽ vào cái phần skill training. Các bạn sẽ vào đây. Thường là cái cách mặc định đơn giản là các bạn sẽ bấm vào cái phần là near player skill và các bạn bấm cho nó ra cái skill ngẫu nhiên. Tuy nhiên cái cách này cũng được, nhưng mà cái skill nó ra nó không đẹp và nó không theo cái ý mình. Nên là mình sẽ có một cái cách hướng dẫn khác cho các bạn. Nó sẽ tối ưu và nó đơn giản hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ trở về cho mình và chọn vào cái phần contrast này. Chúng ta sẽ vào trong đây để sử dụng cái tính năng trao đổi của cầu thủ nha các bạn. Các bạn sẽ chọn vào cái phần standard player list này và mua cho mình những cầu thủ mà kiểu dạng không đồng mấy các bạn. Ở đây mình không nhớ là cái bộ lọc nó lọc như thế nào, nên là cũng không kiếm được những cái loại thẻ cầu thủ không đồng. Thì những cái loại thẻ đó là những cái foil mà các bạn sẽ ép skill. Tí mình làm mình sẽ nói hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Các bạn sẽ vào cái phần bộ lọc này này. Và ở đây mình reset lại nha. Rồi mình hướng dẫn cho các bạn xem. Sorry các bạn, mình sẽ chọn cái phần là phần nơm các bạn ơi. Không có chọn cái gì hết. Rồi, nó sẽ trở về cái giao diện giống như các bạn hiện tại. Các bạn sẽ chọn cái phần filter cho mình và chọn vào cái phần print. Ở đây mình sẽ chọn cái mức giá là 0 cho tới 5.000 GB và chọn là 1 sao thôi. Đó. Thì như vậy là nó đã ra được một cái danh sách cầu thủ tầm khoảng 4.000 mấy GB thôi các bạn. Sẽ có những cầu thủ không đồng nhưng mà nó nằm tuốt bên dưới thì sẽ có cái bộ lọc các bạn lọc. Nhưng mà ở đây mình chưa có tìm hiểu được, nên là thành ra là sẽ dùng cái cách thủ công là mua những cầu thủ này nha. Giả sử mình mua khoảng 1-2 ông gì đó, nhưng mà các bạn lưu ý là GK, những cái phôi GK như thế này là các bạn chỉ ép với những loại thẻ GK luôn nha các bạn. Còn những cái vị trí như là về cái vị trí LB, vị trí tiền đạo LWF hay là vị trí AMF, RMF các kiểu thì các bạn có thể ép cho những cầu thủ khác, còn GK là chỉ ép cho GK thôi. Đó, ở đây mình giả sử mình mua tiền đạo này nha, tiền đạo Boekia các bạn ơi. Rồi, đại loại là thế. Mình sẽ mua khoảng 1-2 ông gì đó. Mình mua 2 ông đi để hướng dẫn và làm mẫu cho các bạn xem. Mình sẽ mua thêm một ông tiền đạo khác. Rồi, mình đã mua được 2 ông tiền đạo rồi này. Bây giờ mình sẽ trở về cái phần danh sách ép skill. Mình sẽ bấm vào cái phần gameplay nha. Và chúng ta sẽ chọn những cầu thủ đó. Thì cái phần order up signing là những cầu thủ mới mà các bạn mua. Ở đây mình mua 2 tiền đạo này. Rồi mình bấm vào 2 ông này. Mình sẽ chọn vào cái phần đó chính là skill signing. Ở đây mình vẫn sẽ ép skill bình thường nha các bạn. Mình sẽ mở skill bình thường thôi, xem nó ra cái skill nào. À, skill truyền Rabona rất là nghệ các bạn. Kiểu skill này truyền giống của Neymar vậy đó. Thì cái skill này mình thấy cũng khá là phù hợp cho Sohan Cry đá cánh để có thể biểu diễn cái khả năng tạt của mình bằng cái skill này. Thì mình sẽ ép cho Sohan Cry luôn, mặc dù là mình không muốn ép cái skill này, tại vì kiểu là nó chỉ là làm nền và nhìn nó kiểu đẹp mắt thôi các bạn. Đó, nhưng mà cũng hay và hiệu quả đó. Mình sẽ ép cho Sohan Cry. À, sorry các bạn, mình nghĩ là mình không có ép cho Sohan Cry đâu.
mình sẽ ép cho một cầu thủ khác, đó chính là David Beckham, một trong những đôi chân tạc rất là đẹp. Mình không biết là Beckham đã full skill chưa. À, hiện tại mình chỉ có hai cái skill thôi, Marseille xoay cơm ba và outside curler. Thì mình sẽ ép cho Beckham. Mình sẽ bấm vào Beckham nha, và chúng ta sẽ chọn vào cái phần là Legacy Chamber. Nó sẽ hiện ra một cái danh sách, các bạn thấy là những cầu thủ nào mà sáng đèn như thế này là đã có cho mình một cái skill trong người. Các bạn thấy là additional skill nó cộng 1, tức là hiện tại đang có skill của cầu thủ này. Thì mình sẽ sử dụng cầu thủ hồi nãy mình đã add skill, đó là cái skill Rabona các bạn. Chúng ta bấm vào đây là các bạn thấy là nó cộng vào cái phần skill, additional skill này, cộng thêm Rabona. Chúng ta bấm vào transfer luôn. Đó là một cái cách các bạn sẽ ép một cái bộ skill nó rất là đẹp và nó rất là chuẩn. Đó, các bạn thấy là đã có skill Rabona rồi. Và mỗi cầu thủ các bạn sẽ ép được 5 skill. Thì tương tự như vậy, mình cũng sẽ lại ép cái skill, một cái skill khác cho tiền đạo khác, hay là những cái vị trí khác, tùy những cái loại thẻ này mà nó ra cái skill nha các bạn. Chúng ta lại tiếp tục bấm vào skill shining thôi. Bấm vào đây, chúng ta có được cái skill jackpot. Thì cái skill này kiểu dạng là nó hỗ trợ cho cái việc cướp bóng. Thì mình thấy nó cũng ổn và phù hợp cho những cái vị trí, hầu như là tất cả mọi vị trí luôn. Thì có thể là mình sẽ ép cho Suhan Rai chẳng hạn, để cho Suhan Rai có thể là cướp bóng hay hơn và kiểu tranh chấp nó ok hơn các bạn. Rồi mình sẽ lại tiếp tục tìm kiếm cầu thủ hồi nãy mình vừa ép skill. Chúng ta có thể kéo sang để xem nha. Hiện tại đang có skill jackpot hồi nãy mình ép này. Đó, Suhan Rai đang chưa có skill nào hết. Mình sẽ ép cho thánh Suhan Rai của chúng ta, cộng thêm một cái skill jackpot. Đó, rất là đơn giản và rất là hiệu quả luôn các bạn ơi. Thì tương tự với những cái loại thẻ cầu thủ phôi khác, các bạn sẽ có bao nhiêu thẻ skill thì các bạn sẽ ép ra bấy nhiêu. Và để mà có nhiều skill và nó hiệu quả, các bạn thấy là hiện tại mình đang có một dàn cầu thủ là đang sở hữu rất là nhiều những cái skill. Các bạn sẽ có những cái skill ngẫu nhiên. Đó, các bạn xem này, ở đây mình những cầu thủ này hiện tại mình chưa ép skill. Thì các bạn kiểu là các bạn mỗi cầu thủ các bạn sẽ ép cho mấy ông đó một cái skill và các bạn để dành. Ví dụ như các bạn ép được cái skill man marking thì các bạn có thể cho những hậu vệ những vị trí DMF, những vị trí phòng thủ. Nó sẽ hợp lý và nó hiệu quả rất là nhiều luôn. Và các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều những cái loại thẻ skill. Nó mình chỉ hướng dẫn như vậy thôi. Và có nhiều bạn thắc mắc là làm thế nào để có thể gỡ được cái skill mà chúng ta thay đổi. Hiện tại mình cũng đang không nhớ là làm thế nào để có thể gỡ bỏ được cái skill nữa. Thì các bạn nào mà biết được cái phần này có thể comment xuống cho mọi người cùng biết, và chúng ta có thể dễ dàng chúng ta gỡ được cái skill cũ nha, để ép thêm cái skill mới cho cầu thủ. Video ngày hôm nay của mình hướng dẫn tới đây. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video. Nếu mà các bạn có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin hàng chính hãng, hóa đơn đầy đủ, không bao giờ bị ban, có chế độ bảo hành rõ ràng, thì có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo của mình. Mình sẽ để cái số điện thoại cùng với cái link bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của IMPS Mobile.